Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được Mark Home thiết kế thi công trọn gói ra gia đình nhà anh Tù Trung Dũng. Địa điểm là tại tổ 3, khu 1, phường Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Dũng đã và đang cùng với các kiến trúc sư và kỹ sư của Mark Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Như các bạn đã thấy rồi, các thiết kế của Mark Home nó luôn đẳng cấp và luôn khác biệt, từ màu sắc đến vật liệu đều mang những xu hướng cũng như thể là một cái nét rất là dễ dàng nhận diện. Thì trước khi đi vào trong cái tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home hiện tại đang là đơn vị tiên phong trong cái lĩnh vực thiết kế và xây dựng trọn gói. Xây dựng trọn gói nó sẽ là một trong những cái xu hướng thiết yếu của thời đại, bởi vì chúng ta đã quá hiểu rõ rồi. Nếu như bạn nào có thời gian đi nước ngoài hay là ở tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì cái xu hướng thi công trọn gói nó đã nở rộ cách đây tầm 5-10 năm rồi, và hiện tại thì nó đang lan tỏa xuống khắp tới các tỉnh thành ở trên toàn quốc của chúng ta. Do cái sự phát triển của thời đại cũng như thể là cái tính chất đặc thù trong cái công việc, chúng ta không còn nhiều thời gian để mà tự trông coi vật tư vật liệu, để mà tự chỉ bảo cho thợ hay là giám sát thợ hàng ngày nữa. Thay vào đấy thì chúng ta sẽ đến cơ quan, đến những nơi chúng ta làm việc hay là công ty riêng, và chúng ta sẽ chi những cái khoản tiền theo cái nhu cầu của chúng ta và làm việc với lại một đơn vị như thể là Mark Home. Thì chúng tôi sẽ có các chương trình, ví dụ như từ thiết kế đến hỗ trợ xin cấp phép xây dựng, đến hỗ trợ vay vốn ngân hàng hay là xây dựng trọn gói và bảo hành bảo trì sau này, toàn bộ nó sẽ trong một cái vòng tròn khép kín và được chăm sóc rất là kỹ càng. Để bạn nào xa bên nước ngoài liên hệ qua số online chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Ngoài ra các bạn có thể truy cập vào trong website Mark Home, tên miền là thiết kế thi công trọn gói .com hoặc là các fanpage Facebook của Mark Home ở ngay ở phía dưới đường link của video. Trên này thì Mark Home cũng đang chạy rất nhiều chương trình, đặc biệt là chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đây cũng là một trong những chương trình khá là thiết thực và được rất nhiều người đón nhận. Ngày nay thì Mark Home đang là đơn vị duy nhất có thể hỗ trợ được tất cả khách hàng ở trên toàn quốc vay số tiền là 75% giá trị hợp đồng thi công trọn gói ngôi nhà của mình. Quay trở lại mẫu nhà hôm nay thì chúng ta thấy rằng đây là một công trình 2 tầng. Nếu như tại phía Bắc và miền Trung thì chúng tôi sẽ gọi đây là 2 tầng. Còn tại miền Nam hay là miền Tây thì chúng tôi sẽ gọi là một trệt và một lầu. Thế nên là cái cách gọi chúng ta sẽ thay đổi một chút. Thì các bạn thấy rằng cái gam màu của ngôi nhà này là gam màu lạnh với cái màu xanh là cái màu chủ đạo. Màu xanh ở phần mái ngói là màu xanh rêu. Các bạn có thể lựa chọn rất nhiều màu sắc hiện tại có trên thị trường. Những dòng ngói mà Mark Home đang sử dụng như thể ngói Fuji của Nhật, ngói Vigracera, Bright hay là Romantic đều là những cái dòng ngói rất được ưa chuộng hiện nay. Sơn thì chúng tôi đang sử dụng sơn Dulux, Jotun hoặc là sơn Cova, những hãng sơn uy tín nhất và cao cấp nhất. Về cái phần cửa chính và phần cửa sổ, chúng tôi đang sử dụng là cửa nhôm hệ Sinfa. Ngày nay thì nhôm hệ nó đã thay thế dần cho dòng cửa gỗ rồi. Chúng ta trước đây tầm 5 năm hay là 10 năm thì chúng ta thấy cửa gỗ rất nhiều. Nhưng mà với thời gian gần đây thì cái nhu cầu thì chúng ta sử dụng cửa nhôm hệ ngày càng một nhiều hơn. Bởi vì cái độ bền cũng như thế là cái độ thích hợp ở trong cái khí hậu ở Việt Nam chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được. Đây là một phần phương cảnh ở trên mái, thì chúng ta thấy được cái phần hệ mái Nhật thì nó có những cái đặc điểm nó khác so với hệ mái Thái của chúng ta. Hệ mái Thái thì chúng ta bắt buộc phải có những phần xây đốc thu hồi, những cái phần đổ bê tông mái vát và đổ bê tông đối trọng. Còn riêng với lại phần mái Nhật thì các bạn đã thấy được là chúng ta sẽ không có những cái phần như vậy. Ở trên này thì chúng ta thấy có những cái phần ban công và đặc biệt là rất nhiều cửa sổ. Những công trình nhà vườn thì nó khác so với lại những công trình nhà phố ở chỗ là các bạn thấy xung quanh nhà chúng ta đều có những hệ cửa kính rất là lớn, bởi vì chúng ta sẽ lấy được ánh sáng cũng như gió hay là năng lượng ở trong nhà rất là nhiều. Thế nên là cái xu hướng mà xây những căn nhà vườn, xây những căn nhà biệt thự nó đang trở thành một trong những cái mốt ngày nay và được đa số mọi người chúng ta đón nhận. Bởi vì cái cuộc sống ngày nay của chúng ta đấy là cuộc sống về hưởng thụ, cuộc sống về gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với lại những con người với nhau, chứ không phải là cuộc sống của chúng ta ở tại những thành phố chật chội hay là bí bách, mà thay vào đấy thì chúng ta sẽ có những không gian nhà mở được rất nhiều hệ cửa sổ ra bên ngoài. Các bạn thấy nó khác nhau hoàn toàn. Và những người có tiền ở thành phố thì bây giờ người ta đã có cái xu hướng là mua những mảnh đất ở gần nội thành hoặc là đâu đấy ở xa hơn một chút để chúng ta có những cái khuôn viên nó rộng hơn. Có thể là ngày chúng ta đi làm, tối chúng ta vẫn chạy về, bởi vì các phương tiện công cộng hay là phương tiện ô tô cá nhân ngày nay thì quá là nhiều rồi, chúng ta mua rất là dễ dàng. Đây là một góc nhìn từ phía dưới lên, chúng ta đã thấy được các bậc của chúng ta là bậc ngũ cấp. Những công trình 1 tầng, 2 tầng thì tôi luôn khuyên khách hàng của tôi là gì ạ?
là bắt buộc chúng ta phải làm là ít nhất cũng phải được 5 bậc trở lên. Để làm gì? Để cái phần đế, phần thân và phần mái chúng ta đã có những cái phần tỷ lệ nó phù hợp. Chứ nếu như chúng ta làm một cấp hay là làm ba cấp thì các bạn đã thấy công trình chúng ta nó tù túng hơn rất là nhiều, nó không cân xứng với nhau và trông cảm giác nó rất là lùn. Ở cái phần ở phía dưới mái đua ra này, cái phần dưới mái đua ra thì chúng ta có thể có nhiều biện pháp thi công. Một là các bạn sơn giả gỗ cũng được, hai là các bạn có thể sử dụng những cái chất liệu như thể là gỗ ngoài trời. Đấy, gỗ ngoài trời thì các bạn có thể ốp lên trên này, độ bền của nó cũng khá là cao bởi vì nó được cấu thành từ phụ gia với lại bột đá, thế nên là nó không bị cong vênh. Còn đây là hình ảnh hiện trạng được chụp từ flycam. Chúng ta sẽ thấy được cái khuôn viên tiếp cận của khu đất. Khu đất cũng khá là đẹp, rộng rãi. Đây là cái hình ảnh thực trạng khu đất. Thì khi mình nhìn vào hình ảnh thực trạng khu đất này thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá được cái địa chất của khu đất. Địa chất khu đất của chúng ta đây là đất liền thổ, các bạn lưu ý nhé. Chúng ta nhìn vào mắt thường cũng được, hoặc là các bạn chỉ cần khoan thăm dò xuống một vài mũi thôi, hoặc là chúng ta có thể đào xuống sâu tầm khoảng 1m5 là chúng ta cũng có thể biết được là cái địa chất của chúng ta nó là hệ đất gì, cấu thành nó là như thế nào, thì từ đấy chúng ta sẽ có cái biện pháp móng nó phù hợp. Đấy, các bạn thấy được cái phương án của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua chi tiết bộ hồ sơ của công trình này. Thì trước hết chúng ta sẽ xem qua chi tiết bộ hồ sơ kiến trúc, bởi vì hồ sơ kiến trúc nó sẽ là cấu thành cái hình dáng ngôi nhà và cái công năng của ngôi nhà. Trong cái hồ sơ kiến trúc chúng ta có phần là mục lục bản vẽ kiến trúc. Trong này thì chúng ta sẽ thống kê ra hết những cái mục lớn để chúng ta nắm rõ được là trong bản vẽ chúng ta có những mục gì. Thì các bạn chỉ cần nhớ những cái phần tiêu đề chính, và trong này chúng ta chỉ cần xem qua một số những cái chi tiết, ví dụ như mặt bằng, mặt bằng công năng, hai là mặt đứng, mặt cắt, ba là cái chi tiết bóc tách về cửa, nhà vệ sinh, cầu thang. Còn đây là về cái mặt bằng tổng thể chi tiết, hay còn gọi là tổng mặt bằng. Trong cái ngôn từ của chúng tôi gọi là tổng mặt bằng hoặc là mặt bằng định vị đều được. Thì trên này đầu tiên các bạn phải thể hiện đấy chính là cái hoa gió. Các bạn có vẽ như thế nào thì chúng ta vẫn phải nhớ cái hoa gió hướng Bắc bao giờ cũng là hướng lên 12 giờ. Đấy là cái việc định dạng cái hoa gió chúng ta. Còn khuôn viên khu đất các bạn có thể xoay trái, xoay phải, xoay chéo đều được, nhưng mà các bạn nhớ là xoay làm thế nào để cho nó đúng cái hướng phương Bắc của chúng ta, là hướng đi lên 12 giờ, để cho cái bố cục bản vẽ chúng ta dễ dàng chúng ta xem qua được. Thì trong cái phần khuôn viên khu đất tổng thể này thì các bạn thấy được các cái mốc tọa độ này, những cái phần chỉ rạch đỏ nét đất liền đây, thì nó sẽ thể hiện cho cái ranh giới khu đất. Thì trong này nếu như những công trình của chúng ta ở tại những khu quy hoạch thì các bạn sẽ có những cái chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Thì đây là mặt bằng công năng chi tiết ở dưới tầng 1. Chúng ta thấy rằng là so lại công năng này thì chúng ta sẽ nhân cho tôi cái chiều ngang của chúng ta đang là 12,24 nhân với lại chiều sâu đang là 8m. Như vậy là diện tích của chúng ta nó sẽ rơi vào tầm đâu đấy 100m2. 100m2 đây là diện tích sử dụng, nó khác hoàn toàn so với lại diện tích xây dựng. Là các bạn phải lưu ý, nếu như các bạn tính nhân công thì các bạn phải tính trên diện tích xây dựng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải tính cái phần bê tông đua ra đến đâu thì chúng ta sẽ tính tiền ra đến đó. Còn lại với cái phần mà chúng ta đang tính trên chi phí thiết kế thì các bạn sẽ tính bằng cái diện tích sử dụng, tức là phần diện tích ở phía dưới nền. Với 100m2 này thì chúng tôi sẽ bố trí công trình gồm một sảnh chính và một sảnh phụ. Đúng rồi, bao giờ chúng ta cũng phải có âm, có dương. Một lối vào thì phải có một lối ra. Thì cái này nó sẽ phù hợp với lại cái bố cục của chúng ta cũng như là cái hình khối. Đây, chúng ta thấy cái phần sảnh phụ nó là cái điểm nhấn cho cái phần sảnh chính của chúng ta. Thì trong cái bố trí như này thì chúng ta sẽ bao gồm một phòng khách. Phòng khách của chúng ta sẽ rộng đâu đấy tầm 30m2. Phòng khách sẽ liên thông với khu vực bếp và phòng ăn. Bếp và phòng ăn của chúng ta sẽ rộng 18m2. Ngoài ra là chúng ta sẽ bố trí được một phòng ngủ ở dưới tầng 1. Đấy, các bạn thấy đây, có kết hợp với lại nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Đây có thể bố trí là phòng master. Và một cái điều đặc biệt nữa là chúng ta đã có thêm một nhà vệ sinh chung ở dưới gầm cầu thang. Đấy, để giúp cho cái việc phòng khách và phòng bếp chúng ta có thể sử dụng được. Lên trên tầng 2 thì chúng ta sẽ thấy công trình gồm thêm 2 phòng ngủ. Đấy, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh khép kín. Đấy, các bạn thấy được cái việc bố trí nhà vệ sinh khép kín như này thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiện lợi trong cái việc sinh hoạt rất là nhiều. Ngoài ra là chúng ta có một phòng sinh hoạt chung vô cùng lớn, rộng gần 30m2, và một phòng thờ rộng 16,2m2. Đấy, ngoài sau đấy thì chúng ta sẽ bố trí gồm một mặt đứng chính. Đây các bạn thấy đây, ở trên mặt đứng chính của chúng ta thì từ đỉnh mái đến cốt 00 đang là 10m4.
Đấy, các bạn thấy đây. Và cái kích thước thông thủy của chúng ta ở dưới tầng 1 đang là 3,9 m, ở tầng 2 đang là 3,6 m và tầng mái đang là 2,5 m. Tương tự đối với lại các mặt đứng còn lại. Đấy, và thứ hai nữa là các bạn phải để ý đến cho tôi cái phần mặt cắt công trình để chúng ta xác định được những vị trí nào chúng ta hạ cốt sàn, những vị trí nào chúng ta nâng cốt sàn, hay vị trí nào là chúng ta sẽ hạ trần thạch cao. Đấy, các bạn thấy đây, ở trên cái phần mặt cắt của chúng ta thể hiện ra rất là rõ ràng. Tiếp theo đấy thì các bạn sẽ để ý đến cho tôi những cái phần như thế là bóc tách về mặt lát nền, hay còn gọi là mặt lát sàn của công trình. Thì trong cái mặt lát sàn này vì sao nó lại quan trọng? Bởi vì các bạn lưu ý rằng là gì ạ? Cái mặt lát sàn của chúng ta nó thể hiện rõ được là chúng ta có thể tận dụng được bao nhiêu mét vuông gạch, chúng ta có thể tận dụng được gạch hay không. Nếu như chúng ta thi công với lại biện pháp bình thường bên ngoài thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ phải cắt gạch đi rất là nhiều. Đấy, cắt gạch đi và chúng ta không tận dụng được. Thế nên là khi mà các bạn vẽ gạch lát nền thì chúng ta sẽ tận dụng được cái phần gạch thừa đi rất là nhiều. Đấy, tương tự đối với lại cái phần kích thước cửa thì nó sẽ liên quan đến con số lỗ ban. Cái kích thước lỗ ban này là một trong những cái kích thước tối quan trọng ở trong một ngôi nhà của chúng ta. Thì cái cách tra cứu thì các bạn biết rồi. Chúng ta vào trong website, vào trong mục thước lỗ ban. Chúng ta chỉ việc nhập vào trong này thôi. Ví dụ như cánh cửa chúng ta rộng tầm 1650, chúng ta sẽ nhập vào đây 1650. Thì nếu như nó rơi vào cái cung đen, ví dụ như cung hổ nhân, thì các bạn sẽ điều chỉnh lên một chút, nó sẽ rơi vào cái cung thông minh. Đấy là cái cách ví dụ tôi lấy cho các bạn. Thì khi mà điều chỉnh, nếu như không chúng ta rơi vào hổ nhân ấy, thì nó sẽ nằm trong cái khoảng hiểm họa. Khoảng này thì rất là xấu. Đấy, gặp khoảng này thì gia chủ luôn bị tán tài tán lộc, trôi dạt tha phương, cuộc sống thì túng thiếu, gia đạo để ốm đau. Đấy, con cái thì bất hiếu. Đấy. Nhưng mà nếu như các bạn hiểu chỉnh lên một chút nó về cái cung thông minh thì nó nằm trong cái khoảng quý nhân, khoảng này thì rất là đẹp rồi. Thì gặp khoảng này thì chủ nhà luôn gặp những điều khả quan, làm ăn thì phát đạt, bạn bè thì trung thành. Đấy, con cái thì thông minh hiếu thảo. Đây là cái cách tra cứu của chúng ta. Đấy, tương tự như cái phần còn lại thì tôi sẽ giới thiệu được với các bạn trong những video lần sau. Trong video này thì tôi đã vừa giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà cũng khá là đẹp, khá là hiện đại. Đấy, khá là đẹp và khá là hiện đại. Nếu như bạn nào có nhu cầu thiết kế xây dựng trọn gói thì các bạn nhanh tay liên hệ qua hai số hotline của chúng tôi là 096 445 8888 hoặc là 0881 33 333. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.